từ 2 tháng 4 lúc 19 giờ. Dương Mịch, Phùng Thiệu Phong, Quách Trân Nghê, Trì Soái cùng tạo nên một bản giao hưởng đầy cảm xúc. Sẽ có những cuộc tình đẹp, sẽ có những sự mất mát. Từ thứ hai đến thứ bảy là sự thăng hoa của tình yêu, là hố sâu của lòng thù hận. Bản giao hưởng định mệnh 19 giờ trên TV bắt đầu từ 2 tháng 4.